Hôm nay em sẽ đi lấy một cái loại dược liệu mà có bệnh nhân của em bị cái chứng đó là tiểu buốt này, tiểu dắt và tiểu nước tức tiểu trắng đục, nước vo gạo ấy, nhiễm trùng tiết niệu. Thì cái vị dược liệu này nó rất là tuyệt vời trong cái điều trị cái chứng nhiễm trùng tiết niệu như em vừa kể trên. Và cái dược liệu này nó chính là cái mang tên là củ gai. Thì chắc là củ gai mọi người biết rồi, đây chính là cái cây lá gai. Và bộ phận dùng của nó thì em sẽ dùng củ của nó. Thì trong thang thuốc ấy, thì mọi người có thể sử dụng cho em là với cái củ gai này ấy, kết hợp với mã đề thì mỗi vị khô được khoảng 15g. Còn nếu nhà có tươi dùng khoảng 20g này, sắc với 500ml nước đun sôi khoảng 10 đến 15 phút là lấy ra uống được rồi. Và hiện tại ấy, thì em đang nhận chữa cho những bệnh nhân bị nhiễm trùng tiết niệu này, hay là tiểu buốt, tiểu dắt, cái tiểu trắng đục rất là hiệu quả tuyệt vời. Dùng theo thang thuốc kết hợp rất nhiều vị thuốc quý, trong đó có vị như củ gai này. Và với những người mà phụ nữ mà dọa thể thai này, hay là đau bụng khi mà mang thai ấy, mà khó chịu có thể muốn ăn thai, hãy sử dụng cho em cái củ gai này. Nếu nhà có tươi đem ngay lập tức vào bếp, sau đó là nướng lên than và có thể ăn. Và tiếp theo có thể dùng khô sắc với 500ml nước đun sôi uống hàng ngày sẽ rất là tuyệt vời. Em là bác sĩ Phương, bác sĩ y học cổ truyền. Mong muốn mọi người theo dõi và chia sẻ cho video này. Em xin cảm ơn.